Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2022. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0368 468386. Hôm nay thì em có khá là nhiều lụa nha, lụa ghép lan khá là đẹp với cả khá là rẻ luôn. Em sẽ bao ship tất cả các đơn lụa luôn cô chú anh chị nha. Ngoài ra thì hôm nay em còn một ít quế này, quế trắng tháng 8. Cái hàng này thì em chia sẻ cô chú anh chị mình là 350.000 cho một ký này, 350.000 cho một ký. Và ở đây này cô chú anh chị có thể thấy là cây đang có rất là nhiều nụ nha, và cây nó rất là tươi luôn, cây rất là tươi luôn, hàng mới từ rừng về cho nên là rất là đảm bảo cô chú anh chị về ghép nha. Đây này, cái này là khá là to, là khá là dày này. Nói chung là đa số là có nụ hết nha, đa số là có nụ hết này. Đó, có một số cây thì nụ nó vừa mới nhú được 2 phân, 3 phân này. Có một số cây thì nụ khá là dài rồi này. Đó, ở đây em còn duy nhất 2 ký thôi, cái lô này còn 2 ký thôi nha. Em bán là 350.000 cho một ký này, còn duy nhất 2 ký. Ở đây em có cỡ khoảng 5 ký cái hàng thanh lý. Hàng thanh lý nha, nói chung là nó sẽ bị lỗi một ít ngọn, một lá. Đó, nó sẽ bị lỗi ngọn hoặc là lỗi lá nha. Đây, có cỡ khoảng 5 ký, 4 đến 5 ký thôi chứ không có nhiều. Em bán là 250.000 cho một ký này, 250.000 cho một ký. Ngoài ra em còn có 4 mã cái quế nguyên bản, 4 mã quế nguyên bản nha. Cái mã đầu tiên, ở đây có 2 cục nguyên bản về mình bỏ chậu nha. Về mình bỏ chậu này, hoặc là treo luôn cũng được. Đó, này cây khá là to này. Cây lá khá là to. Lá gân, lá cứng. Mã này em để có chú anh chị mình là 160.000 cho mã quý nguyên bản số 1, 160.000. Mã quý nguyên bản số 2. Ở đây thì cái cục này, cục này thì 150.000 luôn này, 150.000 cho cục nguyên bản số 2. Chả biết hôm qua bán bao nhiêu chả nhớ nữa. Em bán 150.000 này. Cục nguyên bản số 3 này. Cây nó rất là to. Cây nó cỡ khoảng 50 phân cơ. Đây nhưng mà nó bị lỗi mấy cái lá nha. Nụ này, hai cái nụ này, hai cây con rất là đẹp. Cây này hôm nay em bán 300.000 nha. Đó, em xả rẻ luôn cho cô chú anh chị mình về chơi luôn, về chơi bông luôn chứ không là hết mùa bông đâu ạ. Cây thứ tư này. Cây thứ tư em vẫn bán với cái giá là 350.000 nha, tại vì cây này rất là đẹp, nói chung là bản lá của nó rất là to. Mà lá rất là to và nó bị lỗi một cây lá đây thôi. Bị lỗ rất là ít thôi, ngọn rất là khỏe luôn. Ngọn đi rất là khỏe. Đó, 350.000 cho mã quế nguyên bản số 4. Tiếp đến ở đây em có một ký ít nha. Một cái mã combo xương cá này. Xương cá, có 3 loại xương cá, 2 loại xương cá luôn. Khá là nhiều. Khá là nhiều. Đó, đây nè. Cây này là cái gì ta, cái gì em cũng quên sực quên mất rồi. Có một cây hổ bì khá là nhiều. Mã này có chú anh chị nào lấy thì em để có chú anh chị mình 50.000 thôi nha, 50.000 cho cái mã combo này. Tiếp đến là lũa này, em vào chi tiết từng mã luôn nha. Lũa đầu tiên, lũa số 1 bao gồm có 2 cục nha, 2 cục lũa khá là đẹp nha. Đây, về mình có thể dựng cái trụ lên hoặc là bỏ chậu này. Đó, ghép sẽ rất là đẹp. Mã số 1. Cái cục này là cục căm xe, nó bé bé ấy nhưng mà rất là nặng luôn này, gỗ đặc luôn. Cái mã số 1 em bán là 150.000 cho mã số 1 nha. Mã số 2 cũng là lụa căm xe luôn này. Lụa căm xe luôn này. Mã này dài cỡ khoảng 1 mét 2. Mã này em để của chủ nhân chị mình 180 cho mã số 2. Mã số 3 này, mã số 3 là một cái rễ căm xe, một cái cục rễ căm xe. Đó, mã này em để của chú anh chị mình 130 cho mã số 3. Mã số 4 này, mã số 4, mã số 4 thôi, hôm nay em để 130 luôn cho mã số 4. Mã số 5, một cây, cây này chắc phải cỡ 1m3. 1m3 nha, khá là dài. Mình về có thể cắt đôi hoặc là tí nữa em sẽ cắt đôi luôn cũng được này. Mã này em để của chú anh chị mình 130 luôn cho mã số 5. Mã số 6, 3 cục này. Ba cục này rất là đẹp nha. Về treo đây này. Về mình làm móc treo lên. Đó. Mã này 150.000 cho ba cục của mã số 6. Mã số 7 cũng là ba cục 150.000 cho mã số 7, ba cục 150.000. Mã số 8. Một cục duy nhất thôi, một cục duy nhất. Về mình có thể dựng trụ hoặc là treo làm những cái tác phẩm nha. Mã số 8.
150 cho mã số 8, nó cao được cỡ khoảng 1 m. Mã số 9 là cục căm xe rất là đẹp này. Cục căm xe rất là đẹp nha. Mã số 9 này. Cũng 150 đi cho cục số 9, tại cái dòng này nó cực kỳ là nặng và kích thước của nó sẽ rất là cao. Mã 10 này. Mã 10. Ở đây một cục duy nhất, một cục sao nha. Cục này rất là đẹp. 130 cho mã 10. Mã 11, ba cục một thế, khá là đẹp đúng không ạ? Mã 11, 150, mã 11. Mã 12, một cục cam xe duy nhất, gỗ đặc luôn. Đó, khá là nặng nha, cục này 130 cho mã 12. Mã 13. Một cục duy nhất, cục này khá là đẹp. Mã này cũng 130 cho mã 13. Mã 14 có hai cục, một cục cam xe, một cục sao này. Đó. Mã 14 hai cục duy nhất, hai cục em để 120 cho mã 14 nha. Rồi ok, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh ủng hộ em ạ.